Hôm nay ngày 4 tháng 7, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai tại huyện Thạch Thành. Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công một số công trình phòng chống thiên tai, hồ đập và công tác chuẩn bị vật tư theo phương châm 4 tại chỗ tại một số địa phương trên địa bàn huyện Thạch Thành. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của huyện, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ghi nhận sự chủ động của các cấp chính quyền huyện Thạch Thành trong triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, đồng thời đề nghị địa phương liên tục rà soát bổ sung đầy đủ về chủng loại và số lượng các loại vật tư phòng chống bão lụt, có nơi bảo quản phù hợp, rà soát xây dựng các phương án phòng chống thiên tai cụ thể sát với thực tế, điều phối lực lượng linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ và hiệu quả, đảm bảo tiến độ an toàn cho các công trình tu bổ, sửa chữa hồ đập, đê kè, tiếp tục phát quang hành lang đê, thường xuyên kiểm tra các hồ đập. Đặc biệt, các cấp chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan lơ là trong công tác phòng chống bão lụt trong nhân dân.